Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Lập Sư Tuyết Ký đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước thì mình đã ghé qua ngôi làng trong chiến khám phá và đi tìm cái stronghold của các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình này nha. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn bé ngựa đi theo. Và đây chính là bé ngựa mới mà mình đã thuần phục trong ngày hôm qua ấy. Bé có khá là nhiều máu cũng như là chạy khá là nhanh các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái chuyến đi thôi. Mình sẽ tìm một cái nơi cao cao một xíu rồi mình sẽ phóng tiếp cái ngọc nha. Tại vì hôm bữa mình có tìm được cái ngôi làng ở bên đây nên mình chưa kịp phóng tiếp cái ngọc các bạn ơi. Rồi giờ thì phóng tiếp thôi. Úp. Như là phải đi thẳng hướng bên đây rồi. Úi. Còn may quá may quá. Tưởng đâu nó vỡ không các bạn ơi. Tại vì mấy cái ngọc Ender này ấy, nó có tỷ lệ sẽ bị vỡ ấy. Thành ra các bạn nhớ lưu ý khi sử dụng nha. Đây đây đây, nó rớt trên cái tán lá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ leo lên bé ngựa và đi thẳng về hướng bên kia thôi. Đây hướng bên đây nè, hướng mặt trời các bạn ơi. Và hình như mặt trời đang gần xuống núi rồi, mình sẽ tranh thủ đi ấy. Nếu không thôi thì mặt trời xuống núi thì sẽ rất là nguy hiểm luôn. Tại vì lúc đó là lúc có rất nhiều quái xuất hiện ấy các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây nè. Ồ, tiếp trước mặt chính là một cái đồi tuyết luôn kìa. Ồ, vậy là gần cái khu Bắc Cực hay sao các bạn ơi. Ở đây tuyết trắng xóa luôn ấy. Ok, gán vượt qua cái khu rừng này trước đã. Trước khi trời tối các bạn ơi. Ở đây có mấy bé heo nè. Wow. Rồi, giờ tranh thủ đi qua thôi. Đó. Mặt trời xuống núi mất tiêu rồi. Vậy là mình phải ngủ rồi các bạn ơi. Không ngủ là không được đâu. Vậy là mình phải ngủ qua đêm ở một nơi nào đó đi. Chứ trời tối về đi nguy hiểm lắm luôn ấy. Để coi. Ở đâu dừng chân được ta. Không biết ở đây có gấu Bắc Cực không nhờ. Mình nghĩ khu này chắc cũng sẽ có mấy bé gấu Bắc Cực đấy các bạn ơi. Ở đây có một cái đồi nè. Mình có thể dừng chân trên cái đồi này cũng như là phóng tiếp cái ngọc tiếp theo ấy. Tại vì mình không muốn đi kiểu như xa quá đâu. Giờ mình sẽ ngủ ở đây nè. Búp. Ngủ đi. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ sử dụng cái ngọc Ender để tìm cái stronghold nha. Rồi giờ mình sẽ leo lên cái chỗ cao nhất của cái đồi này và phóng. Búp. Phải đi thẳng hướng bên đây à. Rồi vậy là ổn rồi. Ui. Rớt mất tiêu xuống dưới rồi. Là phải dẫn mấy ngựa xuống dưới nhặt lại các bạn ơi. Ok, đi xuống dưới nhặt thôi. Ây da. Ui, té đau quá. Đâu ta, mất tiêu rồi. À đây. Nhặt lại. Đó, nhặt lại rồi. Giờ đi tiếp thôi. Mình không có mang theo những cái bó lúa để cho bé ngựa mình ăn nữa. Trước mặt hình như là bé gấu kìa. Bé gấu Bắc Cực các bạn ơi. Wow. Có gấu con nữa à. Cái này nguy hiểm nha. Tại vì các bạn biết không, gấu Bắc Cực mẹ thì thường rất là cáu gắt khi mà có con. Thành ra khi mà chúng ta lại gần thì sẽ gầm gừ cũng như là đánh mình luôn ấy, không đùa đâu. Đó. Ui da da. Nó thì chưa, thấy chưa các bạn thấy chưa. Đó, thành ra các bạn lưu ý nha. Gấu Bắc Cực mẹ rất là khó tính luôn. Đó, chỉ muốn bảo vệ con mình mà có thể tấn công mình luôn ấy. Thành ra các bạn nhớ lưu ý nha. Đó, để không thôi bị gấu Bắc Cực mẹ đánh ấy thì rất là đau luôn nha. Rồi giờ thì để cho gia đình gấu ở đó đi. Mình sẽ sử dụng tiếp cái ngọc này không ta. Ok, chắc đi xa một xíu đi các bạn ơi. Chứ gần mà sử dụng hoài thì nó sẽ dễ bị vỡ lắm. Lúc vỡ thì lại kiểu như làm lại tiếc nữa. Ngọc Ender thì hơi khó tìm một xíu ấy. Rồi. Lại một ngôi làng tuyết nè. Ở đây có ngôi làng tuyết các bạn ơi. Hấp dẫn. Không ngờ là ở đây lại tìm được ngôi làng tuyết nè. Không biết có phải ngôi làng tuyết hôm bữa mình tìm được không ta. Tại vì hôm bữa mình cũng có tìm được ngôi làng tuyết ở đây nè các bạn ơi. Mình nghe tiếng ai nấu thuốc. Mình vừa nghe tiếng của ai vừa nấu thuốc ấy các bạn ơi. Có khi nào trong nhà này anh dân làng đang nấu thuốc không ta? Đúng rồi nè. Anh dân làng linh mục bây giờ có khả năng nấu thuốc hay sao á? Mình mới nghe âm thanh của nấu thuốc xong luôn. Nhà của anh đẹp chưa kìa. Nhà của anh hình như là bự nhất trong cái làng này luôn hay sao rồi. Wow, làng tuyết đẹp nha. Rồi. Thích chưa kìa. Cái làng này quen lắm các bạn ơi. Như cái làng này mình đi qua một lần hay sao rồi. Và ở đây có bé mèo nè. Tạm thời thì mình chỉ ghé qua một xíu thôi. Mình tiếp tục đi ấy. Chứ không có dừng chân đây lâu được đâu. Tại vì mình còn phải làm nhiệm vụ đi tìm cái stronghold nữa mà. Ở đây có một gia đình gấu nữa nè. Mấy anh nhân làng ở đây không khéo lại bị bé gấu tấn công cho coi. Rồi, có một cái.
Ô sao giờ đi ngược lại rồi kìa. Rồi vỡ mất tiêu luôn rồi. Ô vậy là phải đi ngược lại các bạn ơi. Ô giờ mình phải đi ngược lại đằng kia nhá. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu một người bạn của mình, đó chính là CrashMC. Bạn ấy chuyên làm về Minecraft cũng như là Minecraft sinh tồn. Các bạn có thể theo dõi Crash bằng cách ấn đăng ký cũng như là click vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ Crash nha. Ngoài ra nếu các bạn thấy những video của Crash hay thì đừng quên ấn like cũng như là comment để giúp Crash ngày càng hoàn thiện nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tự nhiên phải đi ngược lại ta. Ô, vậy là hồi nãy chắc là mình lại gần lắm luôn rồi đấy. Cái hướng hồi nãy mà mình phóng ấy chắc là gần cái stronghold rồi ấy. Thành ra nó mới đi ngược lại ấy, các bạn ơi. Hiện tại thì mình chỉ còn có 4 cái mắt Ender thôi, mắt của Ender thôi. Không biết ở đây có đúng chưa nữa. Mình cần phải phóng lên một lần nữa để cho nó chính xác các bạn ơi. Để không thôi phóng sai thì lại phí cái ngọc Ender nữa. Ở đây đi. Tạm thời phóng một cái. Mình thấy là chắc gần lắm rồi đó các bạn ơi. Hồi nãy mình phóng ở đồi đằng kia hà, mà ở đây là lại đi ngược lại. Khó hiểu gì ta. Lại đây coi. Vậy là nó đâu tầm này nè các bạn ơi. Nó thành ra lúc hồi nãy ở đằng kia thì mình phóng nó chạy hướng qua bên đây. Giờ mình ở bên đây thì phóng lại chạy lại qua bên kia. Vậy là nó gần lắm rồi này. Mình thử đào xuống luôn đi, biết đâu mình lại tìm được ấy các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ cho bé ngựa mình ở đây nè. Buộc bé ngựa lại vô đây, cắm đuốc cho bé ngựa. Xong sau đó thì mình sẽ đi xuống dưới nha. Mình sẽ đào hướng nào xuống ta. Đào cạnh ngay chỗ bé ngựa luôn đi. Ngay đây đi. Từ đây mình sẽ đào xuống nha. Và trước khi đào thì mình cần phải chế tạo mấy cái thang leo các bạn ơi. Tại vì mình muốn trèo lên ấy, chứ không muốn bắt block đi lên đâu. Mình sẽ đổi mấy này một ít ra mấy cái thang leo trước. Như thế này. Được 6 cái rồi, 9 cái, 12 cái. Ok, tạm thời 12 cái đi. Khi nào thiếu mình sẽ chế tạo thêm sau các bạn ơi. Còn bây giờ thì bắt đầu đi xuống dưới thôi. Đào hết cái lớp đất này, chúng ta sẽ đi tới cái lớp đá. Và tới lớp đá thì mình sẽ bắt đầu đặt mấy cái thang leo vô là vừa đó các bạn ơi. Đó. Rồi cẩn thận nha, ở dưới nhiều khi lại nhiều quái đang chờ mình ở dưới nữa. Phải thủ sẵn cây kiếm trên tay các bạn ơi. Ồ, mình còn có 2 thang leo, không biết có đủ không. Chắc không đủ rồi, phải chế tạo thêm rồi đó các bạn ơi. Ồ, tới lớp sỏi nè. Rồi chế tạo thêm đi. Mình sẽ làm thêm ít que nữa. Tại vì mình cần chưa que, gỗ để làm đuốc nữa các bạn ơi. Mình có 30 mấy cây đuốc à. Mình sợ không đủ để khám phá hết cái stronghold ấy. Tới nè. Nè có gạch này nè các bạn ơi. Vậy là tới hay sao ấy. Tới rồi. Vậy là mình cần phải chế tạo gấp một cái thang leo nữa. Để chúng ta có thể đặt nốt lên trên luôn ấy. Đây mình sẽ đổi ra mấy cái que. Xong sau đó là cái thang leo. Đó, đặt 3 cái nữa là đủ rồi. Rồi mình sẽ chặt cái bàn này ra, đặt thang vô và bắt đầu đi vô trong cái stronghold thôi các bạn ơi. Mình đã mở cái thành tựu luôn rồi kìa. Cái gì đây. Cái gì các bạn ơi. Nguy hiểm ghê luôn ấy. Cái gì á, hình như là con cá bạc hay sao các bạn ơi. Tại vì trong đây có một con quái đó chính là con cá bạc ấy. Không khéo thì mình lại bị con đó tấn công á các bạn ơi. Và trong đây ở đây nguyên hơi tối các bạn ơi, phải cầm đuốc lên mới được. Rồi giáp ngựa về. Mình đã có một cái da giáp ngựa rồi các bạn ơi. Vậy mới được chứ. Giáp ngựa này bằng bạc chắc sẽ tốt hơn giáp vàng á. Để một xíu có gì mình sẽ đổi cho bé ngựa của mình đi. Nó lâu lâu mình sẽ đổi bộ giáp một lần. Rồi bây giờ mình sẽ đây có nhiều đường quá à. Mình sợ đi lạc lắm các bạn ơi. Và trong đây nó rất giống một cái kiểu như là nhà tù ấy. Wow, đây là cái thư viện nè. Trong thư viện này sẽ có những cái rương có chứa mấy cái quyển sách đó các bạn ơi. Cần phải tìm mấy cái rương đó nữa. Để mình tìm coi. Đây không có rồi. Đâu ta, phải nhìn kỹ mới được các bạn ơi. Tại vì nó bị khuất trong mấy cái kệ sách này. Đây. Tìm được rồi. Búp. Wow, được một quyển sách enchant. Rồi lấy hết giấy nè. Không, giấy thì không cần lấy đâu. Mình chỉ lấy quyển sách thôi. Còn giấy thì mình có thể chế tạo thoải mái bằng mấy cái mía nhà ấy. Và búp. Sắc bén và sức mạnh 3. Wow, quyển sách này ép vô cây kiếm hay cây cung đều được các bạn ơi. Rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên để tìm thêm một cái rương nha. Thông thường thì ở cái thư viện như vậy thì sẽ có 2 cái rương nha các bạn ơi. Đây nè. Rồi đặt vô. Búp.
Ồ, lần này thì nhiều hơn ở dưới là có được hai cái quyển sách luôn. Ồ, hai quyển sách anh chan luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ cắt mấy cái thứ linh tan tinh vô đi đó, để đỡ choáng chỗ nè. Rồi sau đó mình sẽ coi coi boom, sức mạnh 4 và gia tài 2. Ồ, mấy cái này kiểu như là toàn là bảo vệ nè, là cái này chủ yếu là những cái quyển sách để ép vô những cái vũ khí cũng như là bộ giáp thôi các bạn ơi, toàn là sách ép vô cung với kiếm cũng như là giáp thôi. Ồ, cũng khá là hay nhờ. Và sách thì chắc mình sẽ lấy hết mấy cái chỗ này trong thời gian giữa hai tập nha, để mình có thể đem về và sau này còn xây cái thư viện nữa. Rồi giờ thì mình sẽ đi qua đây một xíu nào, thắp đuốc lên. Ở đây là một cái đài phun nước các bạn ơi. Đài phun nước á. Để mình đi qua đây coi. Bên đây tiếp tục là một cái này giống như cái nhà tù nhờ. Cái này cái giống như cái phòng giam các bạn ơi. Nè, cái này cực kỳ giống cái phòng giam luôn. Ở đây là cái gì đây? Lại tiếp tục là cái phòng giam nữa và có hướng đi xuống. Ok, chắc mình sẽ tạm thời đi xuống trước đi. Đập cửa ra. À, đường cùng mất tiêu rồi. Chắc bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ ban đầu đi, để mình làm dấu ngay từ cái chỗ mà mình đi xuống ấy các bạn ơi. Khi đó mình đi mình sẽ không có bị lạc ấy, chứ đi kiểu như này mình sợ bị lạc lắm luôn á. Giờ mình sẽ ăn vô trước cái đã, thì không thôi một hồi có quái xuất hiện thì mình không có khả năng hồi máu nữa. Rồi rồi mình sẽ đi qua bên đây nè. Kìa ta, à đây 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 có cái rương nữa nè. Cái này mình đã đi rồi đúng không? Mình sẽ làm dấu lại một cái bằng cái gì đây ta? Mình hết cái đồ làm dấu rồi. Mình sẽ đi qua bên bên đây có cái đường trước nè, mình sẽ khám phá đường bên đây trước. Đường cùng mất tiêu rồi. Qua bên đây trước đi. Ở đây có cái rương. Không biết cái rương này có cái gì không ta? Cái rương này rương đầu tiên mà, cái rương hồi nãy lúc mình mới xuống luôn á các bạn. Đây là một cái sao mình có cảm giác dễ bị lạc dữ ta, mình đi loanh quanh mình thấy nó cứ giống giống nhau như thế nào các bạn ơi. Để mình coi coi, đi qua bên trái đi. Cái này đi thì mình nghĩ là nên đi theo một hướng thôi các bạn ơi, thì nó sẽ khó bị lạc hơn ấy, chứ đi mà kiểu như đi loạn xạ thì một hồi dễ bị lạc lắm luôn á. Rồi giờ mình sẽ đi qua bên đây, chỗ nào mở cửa tức là mình đã đi rồi đó các bạn ơi. Đó, thành ra mấy chỗ đó không cần làm dấu cũng được. Giờ mình sẽ ở đây có cái đường đi xuống nè. Đi xuống thì dẫn tới một cái hang. Wow. Kìa. Nè, đây đây đây. Đây đây chính là cái cổng kết thúc nè các bạn ơi, và nó có mấy con cá bạc để bảo vệ ấy. Mình chém một hit là ngỏm cá bạc luôn. Các bạn nên đập mấy cái ui cái gì á? Mình đập một cái là bỡ vỡ cái cục đó luôn các bạn ơi. Vậy là cái cục đó có con cá bạc hàng gì. Rồi giờ mình sẽ lấy cục ở đây. Đó, cũng như là một cục ở bên đây, sau đó mình sẽ lắp vào đây. Chơi ăn gian một xíu các bạn ơi, lấy cục bên đó để lắp vào đây, chứ để đây nó thủng vô thì nhìn kỳ lắm. Và ở đây mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống đó, vậy nó sẽ đẹp hơn ấy. Rồi và ở đây thì mình cần đặt vô 12 cái mắt của Ender thì mới có thể kích hoạt được cái cổng của kết thúc các bạn ơi. Và ở đây thì mình sẽ đặt thêm một cái cổng địa ngục nữa để dẫn từ cái khu Stronghold này về cái khu nhà của mình ấy. Thì nó sẽ tiện hơn. Mỗi lần mình muốn xuống cái cổng kết thúc thì mình không cần phải đi bộ, mà chỉ cần đi xuống địa ngục và di chuyển qua bên đây thôi, thì nó sẽ rất là hay luôn các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ lấy số hắc diệm thạch mình đang có nè, và làm cái cổng địa ngục để đi xuống địa ngục và quay về nhà nhá. Tọa độ thì chắc mình sẽ chụp hình lại một cái rồi mình sẽ bắt đầu làm cái cổng nha các bạn. Ok, hẹn lại các bạn khi mình làm xong cái cổng nha. Ok các bạn ơi, mình vừa làm xong cái cổng địa ngục để dẫn tới cái stronghold rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua cái stronghold lại một lần nữa nha. Rồi bây giờ đi vào cái cổng trước cái đã. Hồ biến. Yeah, vậy là cái cổng này đã chính xác các bạn ơi. Từ rày về sau ấy, mình chỉ cần đi qua cổng địa ngục và dẫn tới cái khu này thôi. Không cần phải đi bộ nữa, rất là mất thời gian luôn. Và bây giờ chắc mình sẽ tiếp tục đi khám phá cái stronghold này cái đã. Tại vì ở đây còn rất là nhiều thứ mình chưa kịp khám phá đâu, nhất là những cái rương ấy. Trong cái rương thì mình có thể tìm được cái ngọc Ender này, cái thứ mình rất cần thiết luôn. Hiện tại thì mình chỉ có một cái ngọc Ender cũng như là có mấy con mắt ta, có bốn cái con mắt thôi. Chắc mình sẽ gắn trước bốn con mắt vào nha các bạn, để mình một hồi mình làm rơi hay là ha dục nhầm nữa thì phí lắm luôn á. Đó, được bốn con mắt rồi. Và cái này mình cũng có thể chế tạo thêm nè, dùng luôn.
được thêm một con mắt nữa, là hiện tại thì mình có 5 con mắt của Ender rồi. Vậy mình cần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái nữa các bạn ơi là mình có thể đi xuống đi end rồi. Trong thời gian chờ đợi chắc mình sẽ đi khám phá thêm đi, biết đâu mình lại tìm thêm được đó các bạn ơi. Rồi giờ thì đi qua bên đây nè. Cầm đuốc lên để cho sáng nha. Rồi cầm đuốc xuống và để coi coi, nó dẫn xuống tít ở dưới luôn các bạn ơi. Và mấy cái này chắc mình sẽ đập cái cửa luôn đi. Không cần chừa mấy cái cửa làm gì đâu. Và đây là đường cùng mất tiêu rồi. Hiện tại cái stronghold này ở cái tầng khá là thấp các bạn ơi, tầng thứ 30 mấy nè. Mình có thể tìm kim cương ở khu vực stronghold này cũng được ấy, tại vì đây là một cái hang này. Để mình qua đây luôn coi, sẵn tiện đi qua bên đây luôn các bạn ơi. Cái này là một đường đi xuống nữa. Nhưng mà đường cùng mất tiêu rồi. Chắc mình phải quay lại cái khu mà mình mới bắt đầu xuất phát ấy. Nhưng mà trong lúc quay lại thì mình sẽ khám phá nốt cái hang này đi, biết đâu mình lại tìm được một cái hang có kim cương. Rồi giờ thì lấy sắt luôn. Ở đây là có đường nữa nè, đi vô. Wow, nó lại dẫn ngược lại cái khu gần lúc mình xuất phát rồi nè. Để mình quay lại đây và làm dấu cái đường đi xuống cái cổng kết thúc cái đã. Nãy giờ mình chưa có làm dấu nữa các bạn ơi. Để coi coi. Đường này mình đi rồi, mất tiêu à. Mất này dễ lạc lắm luôn nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý nha, đi vô đây là cẩn thận, nếu không thôi là bị lạc á. Rồi đi về đâu ta? Hình như đi về hướng bên đây mới đúng hay sao nè. Bên đây. Đúng rồi. Rồi giờ mình sẽ tìm cách đánh dấu mới được. Đây là nơi mình xuống đúng không? Đây là nơi mình xuống, mình sẽ đánh dấu bằng những cái cột Netherrack này nè. Đó, đánh dấu như thế này và như thế này. Rồi là mình đã có cái dấu hiệu để đi tới cái cổng rồi. Đó, giờ mình chỉ cần đi khám phá nốt cái khu vực này thôi. Và mình nghĩ là sẽ còn những cái thư viện các bạn ơi, nhưng mà chắc lẽ mà mình chưa đủ may mắn để tìm ấy. Thành ra bây giờ mình sẽ cố gắng đi tìm cái thư viện thôi. Hy vọng trong cái thư viện sau thì mình sẽ tìm được cái quyển sách Mending đấy, mà không cần phải trao đổi với mấy anh dân làng luôn. Mình nghĩ là ở đây chắc cũng sẽ có những quyển sách xịn như là Mending thôi. Giờ thì cố gắng đi tìm thôi các bạn ơi. Và cái này nó sẽ dẫn mình đi xuống dưới bên đây. Wow, lại là một cái ngã ba rồi nè. Nhưng mấy cái ngã ba như thế này thì hơi khó để đi các bạn ơi, dễ bị lạc lắm luôn á. Và đây là một cái đường đi xuống nữa, mình sẽ cắm đuốc lên. Cái đó lại là đường đi lên cơ. Mới đi xuống rồi lại đi lên. Nó đang dẫn dắt mình vào cái mê cung đó các bạn ơi. Thành ra các bạn hãy cẩn thận nha, nếu không thì sẽ bị lạc đó. Rồi giờ thì lấy lại mấy cái đuốc nè và đi qua bên đây. Thường thường trong đây có rất là nhiều mấy cái phòng trống giống như cái ngục giam gì đó các bạn ơi, nhìn rất là rùng rợn luôn. Rồi giờ qua bên đây coi. Lại là một cái phòng trống nữa nè. Phải chia trong mỗi cái phòng là một cái rương thì hay biết mấy nha. Thấy không, thỉnh thoảng thì mình lại đánh nhầm mấy cái block mà có con cá bạc ấy, thì nó sẽ xuất hiện một con cá bạc và tấn công mình. Đánh rất là đau luôn nha, phải cẩn thận đó các bạn ơi. Và trong đây thì mình thấy có ít zombie nha, hầu như là không có zombie luôn hay sao á, chỉ có mấy con cá bạc thôi các bạn ơi. Thích nha. Mình cứ tưởng ở đây thì nhiều zombie lắm ấy, mình nghĩ ở đây sẽ tối tăm, nhưng mà không ngờ ở đây có lâu lâu lại có khu cấm đuốc ấy, thành ra cũng không sợ bọn zombie tấn công mình nhiều cho lắm. Với lại giờ mình cũng đã có giáp kim cương rồi, bọn zombie nó sẽ không có làm khó mình được đâu. Mấy cái ô này là có cá bạc đó. Mình sẽ đi qua bên đây cái coi. Và bên đây có gì nè. Ở đây đường cùng mất tiêu rồi. Để coi coi, đập cái này ra luôn đi. Đó, đập hết ra. Và đi về hướng nào ta? Đi về hướng nào mình? Cái này đi xuống nè. Xuống bên đây. Cái đường này nãy mình mới đi rồi mà. Nó không, bắt đầu có dấu hiệu bị lạc rồi đó. Một hồi nếu như mình bị lạc ấy các bạn, thì mình sẽ đào thẳng lên trên và đi xuống cái thang leo ấy. Đó, đi quay lại thôi, rất là dễ luôn. Và ở đây có gì nè. Wow, có những trái táo các bạn ơi. Ngoài trái táo còn có gì không ta? Tính ra nãy giờ mình nhặt hơi bị nhiều cửa sắt luôn các bạn ơi, 16 cái cửa sắt luôn rồi. Mình không cần chế tạo nhiều đâu, mình chỉ cần xuống đây và gom mấy cửa sắt đem về và sử dụng thôi. Hơi bị nhiều rồi đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ tìm một cái con đường khác. Bên đây mình đi mất tiêu rồi nè. Để mình đi tiếp coi. Và không biết trong mấy cái gương này có đồ xịn không ta? Mình nghĩ trong đây sẽ có mấy cái ngọc Ender các bạn ơi. Thành ra phải kiểm tra thật kỹ để không bỏ sót những cái gương có mấy cái ngọc Ender nhá. Bên đây coi. Bên đây đi rồi. Bên đây. Bên đây lại có nữa nè. Được hai ổ bánh mì. Vậy đã có chỗ để tiếp thêm nguồn lương thực rồi. Thì đi khám phá này thì cũng cần phải có thức ăn để đi tiếp các bạn ơi, nếu không thì đói lại không có thức ăn mà ăn đâu. Bánh mì cũng là một thứ rất là tốt khi đi khám phá ấy. Rồi giờ mình sẽ tấp đốt ở khu vực này một xíu. Rồi lấy một ít sắt luôn. Sẵn tiện lấy sắt luôn các bạn ơi. Và bên đây coi. Bên đây vẫn có sắt nữa nè. Lấy hết về. Và hết rồi. Mình sẽ làm thêm một ít đuốc đi, giờ trong người mình hết trơn đuốc mất tiêu rồi. Phải chế tạo thêm một ít cây đuốc nè. Rồi đi tiếp thôi.
Hình như bên kia là một cái có lava. Mình cứ tưởng dẫn tới cái stronghold chứ. Thôi quay lại các bạn ơi, một hồi bị lạc trong hang lại khổ hơn ấy. Đang khám phá stronghold mà đi lạc vô cái hang thì kỳ lắm luôn. Rồi giờ thì lấy sắt nè và quay trở lại cái stronghold gấp thôi. Ngoài ra thì mình cần phải tìm thêm thư viện nữa. Và hồi nãy mình quên đánh dấu cái khu vực thư viện mất tiêu rồi. Một hồi mình phải tự đi tìm lại và lấy sách về nữa để chúng ta còn có sách và xây cái thư viện khác ở gần cái khu làng của mình ấy. Rồi thì bây giờ quay trở lại thôi. Mấy cái này mình khám phá trơn rồi nè. Bên đây coi, bên đây hình như chưa cắm đút. À không, mình đi rồi chứ. Có đó có cái ô bị mất rồi kìa. Bên đây coi. Sao sợ bị lạc quá ta. Lấy cái cửa sắt vậy đó. Nãy giờ mình lấy được 20 cái rồi. Sắp tới cửa sắt thì mình không cần chế tạo thêm đâu. Hiện tại mình có 20 cái là rất là nhiều rồi. Tha hồ mình sử dụng thôi các bạn ơi. Bên đây đi rồi nè. Bên đây cũng đi rồi. Đường cùng luôn rồi. Có nào bị lạc không ta? Mình nghĩ là có thể là mình đã bị lạc rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình đã mất dấu rồi. Bên đây là gì đây? Cái này lại đi xuống. Qua đây thì lại đi lên. Vậy là mình cần phải quẹo phải nè. Quẹo phải rồi đi lên, đúng rồi. Đây là đường lên hay sao nè. Hồi nãy mình đang đi xuống các bạn ơi. Đúng luôn. Mình đã quay lại cái khu xuất phát rồi. Tiếp theo thì mình cần phải đi về hướng bên nào ta? Bên đây là cái hướng hình như là đi xuống cái stronghold. Vậy là mình cần phải đi xa hơn một xíu nữa. Cái chỗ này mình cũng đi rồi. Đi kiếm khu nào chưa đi ta? Có lẽ cái khu này ít cái chỗ mà có rương nha. Nãy giờ mình mới tìm được 2 hay 3 cái rương gì thôi. Mình cứ tưởng ở đây nhiều rương lắm chứ. Mà ai nhẽ xịt rương rồi các bạn ơi. Để coi trong đây cũng không có luôn. Wow, căng hẳn rồi đây. Bên đây cũng đi rồi. Bên đây chưa nè. Không có gì luôn. Toàn ở đây rất là nhiều mấy cái phòng trống nha các bạn. Đi rất là sợ bị lạc luôn ấy. Qua bên đây coi. Quay lại cái thư viện hồi nãy nè. Thiệt tình luôn. Đi lanh quanh lại trở lại cái thư viện hồi nãy các bạn ơi. Vậy là chắc một hồi mình lánh dấu đường về luôn đi. Ở đây không thôi. Đây là một cái thư viện khác các bạn ơi, chứ không phải thư viện hồi nãy đâu. Đây là một cái thư viện khác nha. Wow, có sách nữa nè. Rồi tranh thủ cất mấy cái thứ linh tinh và lấy sách về thôi. Đây là quyển sức mạnh 4 các bạn ơi, mình có thể ép vào cái cung và nó sẽ rất là mạnh khi mà chúng ta bắn luôn ấy. Hấp dẫn chưa? Rồi tiếp theo là hiệu sức 3. Cũng khá là tốt. Và bảo vệ khỏi phù nổ. Vậy là mình được 2 cuốn sách bảo vệ rồi hay sao á? Đúng rồi, 2 cuốn sách bảo vệ luôn. Và tiếp theo là lửa. Cái dòng lửa này hình như là mình có thể ép vô cây cung á các bạn ơi. Hình như lửa lại để ép vô cây cung hay sao á. Wow, được. Vậy là sắp tới mình có thể chế tạo một cây cung và enchant những cái quyển sách vào. Rất là hay luôn nha. Sắp tới ta hồ mà sử dụng cung luôn. Mình cũng có thể dùng cung để tiêu diệt rồng ấy các bạn ơi. Cũng rất là hay ấy. Rồi. Cái rương này không có gì hết ngoài mấy cái quyển sách à. Thôi kệ đi cũng được. Rồi giờ chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thôi. Và trong đây mình nghĩ là còn rương ấy các bạn ơi. Tại vì thư viện mà mình còn tìm thêm được cái thứ hai mà chẳng lẽ rương ít thế sao đúng không? Rồi giờ mình sẽ cái đường này mình đi rồi. Hồi nãy mình đi theo hướng nào ta? Ok chắc giờ quay lại đi các bạn ơi. Và tìm thêm một ít cái rương nữa rồi quay trở về vậy thôi. Để con coi đi một hồi lại lạc cái khu này nữa thì phiền lắm. Ok cảm ơn. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái xô để múc thêm sữa nha. Và sữa thì mình sẽ dùng để chế tạo bánh và trang trí cái khu cắm trại của mình thêm. Hiện tại cái khu cắm trại của mình còn khá là đơn sơ. Và mình đã được 2 cái xô sữa rồi. Và bây giờ mình sẽ vào trong ấy để lấy thêm một ít cái vật liệu nữa để chế tạo bánh thôi. Và bánh thì hình như cần đường nữa hay sao các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy mía nè, chế tạo ra đường đi. Mình làm khoảng 2 cái bánh á. Đây mình đã được 2 cái cục đường rồi. Còn ngoài ra thì mình cần thêm lúa cũng như là trứng nữa. Trứng thì trong người mình có một cái quả trứng thôi. Để trong kho coi mình còn trứng không cái đã. Thường thường hình như mình có cắt trứng trong nhà hay sao các bạn ơi. Giờ thì vào trong để kiểm tra thôi. Hy vọng là sẽ còn trứng nha. Đây còn 7 quả trứng nè. Để mình coi công thức nó như thế nào nha. Bánh kem đúng không? Bánh kem để mình coi công thức nó như thế nào cái đã. Mình vẫn chưa chế tạo được bánh kem hay sao các bạn ơi. Để mình coi, bấm chữ bánh coi. Đây bánh kem đây. Cần một quả trứng nè, 2 cục đường, một quả trứng, 2 cục đường các bạn ơi, chứ không phải là hai đường các bạn ơi. Vậy là mình cần phải lấy thêm đường rồi. Rồi lấy thêm nhiều đường một xíu đi. Rồi chế tạo ra. Có rất là nhiều đường rồi. Và hiện tại mình có 14 lúa luôn. Rồi chế tạo thôi. Sao nó vẫn chưa được ta? Ngộ nha. Để mình coi kỹ lại coi. Hình như mình còn thiếu cái gì ấy các bạn ơi. Lúa mình có rồi nè. Đường mình có nè. 3 xô sữa. Vậy là cần 3 xô sữa trong khi mình có 2 xô sữa thôi. Đúng rồi, vậy là mình cần phải lấy thêm một cái xô sữa nữa các bạn ơi. Lâu quá không làm bánh, giờ lại không nhớ cái công thức làm bánh nữa rồi. Rồi, giờ thì qua bên kia và lấy thêm một xô sữa nữa thôi là có thể chế tạo được rồi đó các bạn.
Ui. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì bé cừu đã bị lạc vô bên đây rồi nè. Con bé cừu bị lạc vô cái chuồng bò rồi. Chắc mình phải dẫn bé cừu đó ra riêng ấy. Đây mình được một cái bánh rồi nè. Nó trả là mình lại ba cái xô. Mình sẽ lấy thêm ba xô nữa và làm thêm một cái bánh nha các bạn. Hai cái bánh thì mình nghĩ sẽ trang trí được cái khu đó rồi. Có sữa xong rồi, vào trong và bắt đầu chế thêm một cái bánh nữa thôi. Hai cái bánh luôn, lần này mình làm tới tận hai cái các bạn ơi. Và mình cần thêm một ít cái kiện rơm nữa. Cái đất này sao nó héo mất tiêu rồi nè. Vậy là ở đây là nó thiếu nước nè các bạn ơi. Là mình cần phải lấy thêm nước cho khu đó đó. Và mình sẽ lấy thêm lúa đi để có thể tạo những cái kiện rơm đó các bạn ơi. Đây mình được hai kiện luôn đó, rồi trồng lại đó, các bạn nhớ nha, khi sau khi thu hoạch lúa thì nhớ trồng lại thì nó mới có hạt giống cũng như là lúa để chúng ta thu hoạch lần sau nha. Rồi bỏ vô đây và cái cây này mình sẽ đặt lên vô cái chậu cái đã. Hồi nãy mình chế tạo mà mình ấn nhầm vô lấy luôn cái cây rồi đó. Xong giờ thì ngủ thôi, sáng thức dậy thì chúng ta sẽ lấy thêm vật liệu rồi qua bên cái khu cắm trại và trang trí thêm nha các bạn. Vật liệu thì mình cũng đã chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ cần qua cái rương và lấy thôi. Đó, giờ trước khi mình cần phải ăn sáng cái đã. Rồi xong, ăn sáng xong rồi, giờ mình sẽ lấy vật liệu nha. Đây, đó, đây là những thứ cần thiết nha các bạn. Và ngoài ra thì mình cần thêm một ít cục len nữa. Đây mình có len này, và len này thì mình nghĩ nên nhuộm đi các bạn ơi. Hiện tại thì mình có thể nhuộm thành màu nâu nè. Mình có mấy cái cacao các bạn ơi. Đó, đặt xuống và đổi ra mấy cái bột nhuộm thôi. Và sau đó mình sẽ đổi thành mấy cái len này. Đó, len thì mình nghĩ là sẽ đổi thành cái tấm thảm ấy. Đó, đổi thành tấm thảm nha. Và ngoài ra thì mình cần một ít cái len màu đỏ. Đây, mình có một ít cái hoa màu đỏ nè. Cho vô như vậy và búp. Được 10 cục len đỏ và 9 cục len trắng. Len trắng có vẻ hơi ít các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ cắt thêm một ít đi để chúng ta có thêm len trắng nha. Đây, ở đây mình còn có hai bé cừu. ba bé chứ. Được. Rồi. Và một bé cừu hồng nữa kìa. Rồi, cắt len. Xong, qua bên cái khu cắm trại thôi. Ở những tập trước thì mình chỉ mới có trang trí cái khu tập bắn thôi. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm bằng một cái khu gọi là cái khu cắm trại. Cái khu picnic đấy các bạn ơi. Kiểu như cái khu dã ngoại ấy. Chỗ đó chúng ta sẽ coi như là ngồi ăn uống các kiểu luôn. Và cái khu đó mình nghĩ đặt ở đâu cho thích hợp ta. Gần cái khu cắm, gần cái khu bắn cung được không nhỉ? Ngay đây nè, thấy ngay đây còn trống rồi các bạn ơi. Ok, chắc mình sẽ đặt ngay đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng xẻng nè và đặt cái đất này ra. Được không ta? Hay là đổi ra mấy cái mình nghĩ chắc không cần đập ra đâu. Mình sẽ lót ở phía trên thôi các bạn ơi, lót bằng mấy tấm thảm ấy thì nó sẽ đẹp hơn nữa nhá. Rồi giờ mình sẽ chế tạo ra những cái tấm thảm đi. Đây mình sẽ đổi ra mấy tấm thảm 3 lần. Cái này cũng 3 lần luôn, 1 2 3. Đó, được 3 là được 9 cái tấm thảm rồi. Giờ chỉ cần đặt xuống thôi. Mình sẽ đặt xen kẽ như vậy nè các bạn ơi. Búp ở đây. Cái này màu trắng chứ. Đó, tiếp tục là ở bên đây nè. Có vẻ hơi thiếu rồi đó các bạn ơi. Không biết có đủ không ta. Thiếu rồi, mình cần phải chế tạo thêm á. Cần thêm hai cái nữa, mỗi thứ hai cái. Rồi, một cái nè màu trắng, xong. đủ rồi. Giờ chỉ cần đặt xuống đây và đặt xuống đây. Và ở trên đây thì mình sẽ làm một cái cây dù các bạn ơi, kiểu như là một cây dù ấy. Giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nha. Dù thì mình sẽ như vậy. Tiếp theo là những cái hàng rào ở phía trên. Hàng rào cao cao thì càng đẹp thôi các bạn ơi. Đó, cái này mình sẽ đi lên một xíu nữa. Đặt tiếp một cái này. Sau đó thì đặt những cái ván gỗ lên nha. Cái slab ấy các bạn ơi. Mình sẽ đập cái này ra nè. Cái này có vẻ hơi thấp rồi. Mình cần phải đặt một cái block bất kỳ lên trên trước cái đã. Hiện tại thì mình không còn block. Mình còn mấy cái slab gỗ sồi nè. Mình sẽ làm mấy cái slab gỗ sồi đi. Rồi trèo lên. Búp. Rồi sau đó mình sẽ đặt một cái khói trước, sau đó là những cái slab ở xung quanh nha. Như thế này. Đặt ở đây và đặt ở đây. Sau đó mình sẽ đặt vào đây ấy, là những cái cọng chỉ các bạn ơi. Tại vì ở trên cái cọng chỉ thì chúng ta mới có thể đặt được những cái đó là cái tấm thảm ấy. Đặt cọng chỉ vô đây nha. Đặt như cọng chỉ nó khó nhìn quá các bạn ơi. Cọng chỉ hơi khó nhìn một xíu. Đặt ở bốn góc thôi. Đập ra. Đó. Đặt như vậy. Đập ở dưới là ở trên nó cũng mắc luôn nha các bạn ơi. Đấy, đặt như vậy. Búp.
Xong, sau đó thì mình sẽ trèo lên và đặt nốt mấy cái tấm thảm vào thôi. Đó, đặt tấm thảm vô trong đây nha. Thảm màu nâu đi. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đặt dài qua bên đây luôn nè. Đó, để chúng ta có thể đặt thêm á các bạn. Đặt vô đây, cũng như là ở bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ xuống dưới và bắt đầu làm những cái đồ trang trí ở trên tấm thảm nha. Ở đây thì mình có thể đặt một cái bánh kem nè, mình sẽ đào ra. Ở dưới mình sẽ đặt một cục len trắng như thế này và đặt cái bánh kem lên. Đó, tại vì ở trên tấm thảm thì chúng ta không có thể đặt cái bánh kem lên được các bạn ơi. Và ở đây mình sẽ đặt thêm một cái nữa nè, và cục len màu đỏ như thế này, bánh kem. Đó, cái khu chúng ta đã có được hai cái bánh kem rồi. Đấy, và ở đây là len màu đỏ, búp búp, xong. Ngoài ra ở đây thì mình cần có kiểu như là cái rổ để đựng thức ăn ấy các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lấy cái cục rơm này ra nè, và mình sẽ làm cái rổ đựng thức ăn ở bên đây đi. Ồ, bên đây đi, cho nó xa xa cái tấm thảm một xíu. Búp búp, sau đó mình sẽ chế tạo những cái cửa sập bằng gỗ sồi. Bất cứ loại gỗ nào cũng được các bạn ơi, nhưng mà ở đây thì mình nghĩ dùng gỗ sồi thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Đây, mình sẽ làm được 10 cái. Và mình sẽ đặt vô như thế này nè. Đó, nó sẽ rất giống như cái gỗ để đựng thức ăn luôn. Đó, mặc dù ở trong đây không có thức ăn, nhưng mà mình cứ tưởng tượng đây là cái rổ để đựng thức ăn thôi các bạn ơi. Và ngoài ra khu picnic thì mình nghĩ là sẽ có cái bàn ăn ngay. Đó, chứ ăn ở trên thảm không thì không được đâu. Nếu đông người phải có cái bàn ăn cơ. Thành ra bây giờ mình sẽ làm cái bàn ăn luôn. Đấy, bàn ăn mình sẽ làm như thế này. Ủa, bàn nhỏ được không ta? Ồ, gì thì có quá nhỏ không nhờ. Ồ, gì chắc cũng vừa đủ các bạn ơi. Và ở đây là một cái ghế nè. Đó, đây là một cái ghế nha. Và sau đó mình sẽ làm những cái tấm biển ấy các bạn. Biển thì chắc mình sẽ dùng cái biển gỗ nào ta? Ồ, chắc dùng biển gỗ sồi sẩm đi, để cho nó kiểu như là làm nổi bật lên cái phần phần ghế tựa nha. Đây, mình sẽ lấy gỗ đây luôn. Sẵn tiện có cái cây ở đây, mình lấy gỗ đây luôn các bạn ơi. Và khi đã chặt thì mình nghĩ là sẽ chặt hết luôn đi, chứ chặt mà kiểu nửa cây nửa chừng thì nó sẽ không đẹp đâu các bạn ơi. Đó, để gì thì để cho nó tự rụng lá rồi mình sẽ trồng lại cây khác thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Đó, xong, đã có được một ít gỗ rồi. Giờ thì mình sẽ đặt nốt vào nha. Hay là mình dùng cái ghế bằng cái gỗ sồi sẩm ta. Còn cái tay cầm ấy thì mình sẽ dùng bằng cái gỗ sồi. Mình nghĩ gì nó sẽ đẹp hơn ấy. Ok, giờ mình sẽ đổi lại một xíu nha. Đây, những cái slab nè. Và cái biển thì mình sẽ dùng biển gỗ sồi. Làm một ít que. Rồi xong, làm những cái biển gỗ sồi thôi. Đây, biển gỗ sồi mình được 9 cái luôn. Dư sức rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ đặt xuống như thế này. Búp búp. Và búp búp. Cái bàn ăn đặt gần chứ. Đó, gì mới đúng nè. Rồi sau đó chặt ra và đặt những cái tấm biển vào thôi. Tấm biển đâu ta? Đây, tấm biển đây. Đó, tấm biển như thế này. Vậy là được rồi, chúng ta đã có một cái ghế khá là đẹp luôn. Đó, ngồi đây mà ăn thôi. Ở bên trong mình có thể đặt gì không ta? Gì cũng khá đẹp này. Wow. Sao ta, có làm ở bên hông không nhờ? Mình nghĩ gì là cũng đẹp rồi các bạn ơi. Đó, không cần phải đặt bên hông thêm đâu. Để mình coi ngoài ra mình còn làm thêm gì không ta. Mình dự định sẽ làm một cái đàn các bạn ơi. Đó, khi cái khu này mà vừa ăn vừa phải có người đánh đàn thì tuyệt vời luôn đúng không. Mình sẽ làm một cái đàn kiểu như là đàn piano ấy, làm ở trên đây luôn. Giờ mình phải cắt một ít đồ cái đã. Mình sẽ tạm thời, không cần cắt đồ đâu. Mình sẽ cho vô đây nè. Đó, mình sẽ làm một cây đàn kiểu như là cây đàn piano nha. Ở ngay khu này luôn nè các bạn ơi. Để coi, đầu tiên thì mình cần đặt cái khung cửa này lên trước đã. Tại vì cái khung cửa này nhìn nó rất giống những cái phím đàn luôn nè các bạn. Đó, thành ra mình sẽ làm cây đàn piano ở đây nha. Đây, giờ mình sẽ đặt như thế này và đặt cái khung cửa lên trên. Như thế này. Có cao quá không ta? Gì thì nó hơi cao quá các bạn ơi. Vậy là mình phải hạ thấp xuống một xíu. Như thế này đi. Sau đó là một ít cái thân gỗ đây và mình sẽ cạo vỏ ra. Đó, rồi sau đó là những cái tấm biển ấy để che cái phần phía trước của cái khung cửa ấy các bạn. Giờ mình sẽ đặt cái tấm biển xuống trước cái đã. Mình cần phải đổi ra mấy cái que trước cái đã. Đây, que và những cái tấm biển gỗ sồi sẩm. Cái biển đâu ta? Đây, biển đây. Sẽ làm khoảng 6 cái đi. Đó, sẽ ốp ngang như thế. Đè ship mới được. Đó, nó sẽ che được mặt trước rồi các bạn ơi. Và đây sẽ là một cái ghế nè. Nếu như vậy thì mình phải nâng lên rồi đó. Mình sẽ làm cái ghế bằng hay là ngồi gì luôn ta? Ngồi gì đánh đàn nè các bạn. Ngồi gì cũng được. Cũng được luôn. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu nói ra phần sau đi. Thường thường cái đàn thì sẽ có cái chỗ để kiểu như là đóng mở cái đàn các bạn ơi. Mình sẽ làm như vậy nha. Đây,
và cho nó kéo lên như vậy. Được không ta? Có ổn không ta? Đây cũng là lần đầu mình làm cái kiểu như cái đàn trang trí nè các bạn ơi. Không biết có thích hợp không nữa. Mình sẽ làm theo cái kiểu nấc thang đi. Đó, như vậy nè. Ở trên. Đấy, và ở dưới này thì mình có thể làm một cây chống kiểu như là chống cái đàn lên đấy các bạn ơi. Đó, như vậy thì chúng ta đã được một cái đàn rồi. Đó, rất là đơn giản luôn. Ở đây thì mình sẽ đặt như vậy để che đi cái phần phím nha. Rồi, vậy là xong rồi. Đó, vừa có cái khu ăn uống nè, vừa có khu đánh đàn luôn. Thì tiện biết mấy đúng không các bạn? Rồi, giờ mình sẽ đặt những cục đất ở đây. Đó, thế là được rồi. Vậy là chúng ta đã có một cái khu ăn uống khi đi picnic nè. Và ở đây thì mình sẽ đặt thêm một cái cửa sạp đi. Đó, để trang trí thêm. Như vậy thì đã hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Bây giờ chắc mình sẽ đi ngủ thôi. Nó trời cũng tối thui rồi kìa. Ok các bạn ơi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã khám phá và cũng như là đã tìm được cái stronghold rồi. Và trong thời gian tập mình sẽ cố gắng tìm những cái ngọc ender để lắp đầy cái cổng kết thúc nha các bạn. Và ngoài ra mình cũng đã trang trí thêm cái khu cắm trại của mình bằng một cái chỗ picnic cũng như là một cây đàn ấy. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình làm gì tiếp theo thì quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.